Thưa quý vị, mới đây, tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị Liên Chiểu, cả nghị trường nóng lên bởi nhiều cử tri phường Hòa Minh chất vấn xoay quanh vấn đề. Khi nào công trình cải tạo nâng cấp đường Tô Hiệu nhánh 2 mới được triển khai? Để làm rõ vấn đề này, phóng viên thực sự tìm hiểu tại hiện trường. Đường Tô Hiệu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường sắt Bắc Nam, có chiều dài 1.277m, với bề rộng mặt đường là 7.5m đã được cải tạo, nâng cấp hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên, nhánh 2 đoạn từ ngã 5 Tô Hiệu, Ngô Chân Lưu đến chợ Hòa Mỹ Cũ phải dừng lại do vướng công tác giải tỏa mặt bằng. Theo ghi nhận của chúng tôi, đoạn đường Tô Hiệu nhánh 2 có chiều dài hơn 440m, hiện đã xuống cấp trầm trọng, nắng bụi, mưa bùn. Nhiều năm qua, người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa triển khai thi công được. Mà dân ở đây là quá khổ. Với đường này là có mưa bùn nặng bụi, mà không phải là ổ gà nữa mà bây giờ là ổ voi rồi. Nó quá khổ đấy. Bị mỗi lần đi về là xe người là bẩn thỉu hết. Mà mình là coi như là thành phố đáng sống, thành phố loại 1. Mà quận Liên Chiểu là quận loại 1 đầu tiên của thành phố. Chính quyền địa phương cho biết trước đây dự án cải tạo nâng cấp đường Tô Hiệu nhánh 2 thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban Nhân dân quận, Ủy ban Nhân dân phường, Mặt trận Đoàn thể đã vào cuộc để tổ chức vận động nhân dân bàn giao. Tuy nhiên vẫn còn đến 66 trên 84 hồ sơ diện giải tỏa chưa bàn giao mặt bằng nên các đơn vị phải tạm dừng. Trước thực trạng này, thành phố đã cho phép triển khai theo hiện trạng, đồng thời điều chỉnh quy hoạch. Theo đó, Ban quản lý dự án đã triển khai khảo sát, lập hồ sơ quy hoạch lại theo đúng trình tự thủ tục xây dựng cơ bản. Qua phản ánh của bà con cử tri, nội dung kiểm tra thực tế hiện trường thấy rằng nội dung phản ánh là xác đáng. Đối với lại ban thì tập trung vào việc xúc tiến các thủ tục từ bước quy hoạch đến như là dự án khả thi, bản vẽ thi công và những tổ chức triển khai trong thời gian sớm nhất để phục vụ việc đi lại của bà con được tốt hơn. Tại buổi trả lời chất vấn của cử tri phường Hòa Minh, đại diện ban quản lý dự án cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, hoàn thành thủ tục sớm để triển khai thi công theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố trong thời gian sớm nhất.